Dạ rồi, cửa hàng Vi Cá xin kính chào anh em ha. Video hôm nay em cũng lên máy điện và một ít đồ nghề. Đó, điện bên em là điện 100V, toàn bộ là 100V anh em nha. Cái em yên quay là không có điện 22 đâu. Đó. Video em lên là mỗi con máy là nó sẽ có một mã số và kèm giá tiền công khai lên cho anh em mình tham khảo luôn. Cái nào mình hợp ý, hợp lý, hợp tình thì mình chốt. Gọi điện cho em là chốt theo mã số ha. Thể lệ buôn bán bên em là mỗi đơn cọc trước 100k và trên 150 em bao ship, còn dưới 150 anh em mình phụ em 30k phí ship ha. Và khi gọi điện chốt đơn, gọi một cuộc không được, gọi giúp em lại cuộc thứ hai, bởi vì nhiều khi nghe không kịp á, với lại máy bận là nhân viên em nó đang nghe điện thoại khác đó. Chứ không phải là em không nghe máy đâu anh em ha. Và khi nhận hàng mình nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận, đồng kiểm có shipper, dư thiếu một món nào đó có shipper em mới chịu trách nhiệm nha. Ví dụ cái món đó 5 món mà em anh nhận về anh kiểm tra có shipper đó 4 món thì có shipper đó em chịu trách nhiệm, còn không là em không có chịu trách nhiệm đâu. Mình nhận buổi sáng buổi chiều mình mới nói thiếu là em khó xử lý lắm anh em nha. Và khi đồng kiểm với shipper là máy bể vỡ, anh em mình chụp hình lại và gửi vào Zalo cho em xử lý ngay lúc đó luôn anh em nha. Bởi vì hả, không có shipper là bên bưu cục họ không chịu trách nhiệm cho em đâu đó. Dạ rồi, mã đầu tiên em quay là con máy bào điện 100V anh em nha. 100, 120 đều xài được, miễn là không phải 2.2 thôi. Đổi 82, đổi 82. Con này 6A, không thấy nó để quá mà đổi 6A nha. Rồi, lưỡi thì nó không có mẻ nhưng mà nó cũng hơi xét, nên mình về nhà mình thay lưỡi hoặc là mình xài đợt tạm cũng được nhé. Đổi 155 160. Rồi nó mờ công suất rồi anh em nha. Kẹt công tắc rồi. Rồi con này kẹt công tắc rồi, nó không chạy luôn nha. Lưỡi thì bị xét rồi. Đó, mọi hình nó như thế này, hàng Makita. Rồi con này em bán sát luôn, mã 21 170k. 530W. Con này bị đánh lửa hai bên thang luôn nha anh em ha. Bị đánh lửa, mã 22 220k luôn. Lửa ngoài đi. Rồi mã 23 180k. Con này không có dây điện luôn anh em ha. Lưỡi 255 đúng không? 750W. Mất cái nắp dầu đậy dầu nhớt, mình lấy chai xơi 2 gì đó mình đậy nha. Ê, con máy này là nó chạy motor thôi, còn xích xanh nó không chạy anh em ơi, dây điện không có. Máy này về nhà mình test là mình bấm cái nút đen đây nè, rồi mình mới bấm được cái nút cò nó mới chạy nha. Máy này chỉ chạy motor thôi chứ nó không có chạy làm xích. Hàng Ribi
Mã 23 180k. Mã 24. Mã 24 220k. Con cắt gạch 640W. Lưỡi nó lưỡi 80 nha anh em ha. 80 đúng không? Dây điện nối có đánh lửa than hai bên luôn mà đánh nhẹ thôi nhé. Lưỡi thì bị xét rồi. Mã 24 200k. Mã 25 200k. Khôn búa. Khôn búa anh em ơi, nó có này em tưởng nó khôn búa đó, thông cảm. Em nhìn lộn, nó có cái này là hình như là nhanh chậm hay sao em cũng không rõ. Rồi mã 25 200k. Mã 26 200k cắt gỗ. Con này 650W. Lưỡi 155. Lưỡi 6 luôn nha anh em ha. Rồi có đánh lửa than một bên hàng Makita. Mã 26 200k. 27. Mã 27 240k. 900W xịn. Con này nó không có bộ lưỡi như Toshiba. Hàng Toshiba anh em nha. Lưỡi 300. Đúng không? Lưỡi 300 ấy. Điện rinh của nó luôn. Đó, ở dưới đế nó là như thế này. Mã 28 200k. 29. Mã 29 250k. Gạch hả? Con này là con cắt gạch. Nó có hộp đựng bụi hả? Lưỡi 27. 750W. Rồi máy chạy ok luôn anh em nha. Mã 29 250k. Đẹp. 30. Mã 30. Rồi tiếp tục mã 30 100k. Con này em bán sát, nó có bị trục trặc nên thành đánh dấu ở đây dấu ít anh em nha. Nó chỉ có chắn lưỡi không có kẹp đá đâu. Không có kẹp lưỡi đâu. Rồi con này nó bị lửa than luôn em nha. Mã 30 100k. Mã 31.
31, con này cũng đánh vô ít luôn, dây điện xấu nè. Dây điện em nối, không có kẹp lưỡi chắn lưỡi gì luôn, không có kẹp đá chắn lưỡi gì luôn. Con này 670 quá, con này em bán sát anh em nha. 31 150. Rồi nó nổ cái bùm luôn rồi. Dập. Dây điện này nó bị dập rồi. Đây nè, nó nổ dây điện anh em nha. Dây điện bị dập rồi. Mã 31 150, mình về mình lấy phụ tùng thay thế luôn anh em ha. Mã 32. Mã 32. 180k. Cái ghế tay nắm nó như thế này anh em nha. Đó. Nó có thể đậy đó. Rồi nó không có cái gì hết trơn. Con này đánh lửa mạnh luôn anh em nha. Con này đánh lửa mạnh. Lửa than á. 32 180k. Rồi mã 33 220k mấy bào. Hình như này cái chữ này là chữ ma cái ta đó không ta. 430W. Lưỡi 84. Cái con này hiệu gì em không rõ đâu nha anh em nha. Rồi lưỡi không mẻ. Lưỡi không bị mẻ nhưng mà nó cũng bị sét ha. Rồi chạy nó kêu rào rào luôn anh em nha. Đó em chạy máy với anh em mình cũng nghe đó. Mã 33 220. Mã 34 230k. Con Kuribi 750W. Lưỡi 255. Cũng không có nắp đậy dầu luôn nha. Mình uống oxy. Rồi tiếp tục mã 35 200k. Con bắn vít 125W. Con này có đảo chiều luôn anh em nha, với lại là nó bị đánh than. Con này em bán sát á, nó không chạy không đủ tua. Mã 35 200k. 36. Rồi mã 36 150k con Ruby. Con này cũng chà nhám rung. 190W. Ngoại hình nó là dưới miếng xốp nó là nó cũng hao mòn rồi nha anh em nha. Rồi nó chạy cũng ok á. Mã 36 150k. 57. Mã 37. Con này em bán, nói chung là con này nó có trục trặc nha. Nó có, em đã có đánh vô ít dưới này nè. Nó có trục trặc. Dây điện thì em nối. Con bào công. Lưỡi 110 anh em nha. Nó cong như chiếc xuồng vậy nè. Nói chung trong đây nó bị sét nè anh em nha. Bị sét nhiều ngay
Nên mấy chỗ này nó bị sét. À, lưỡi không có bị mỉ. Không có bị mỉ nhưng mà hôm nay mình xài tạm thôi nha. À, nó cũng vôi hết rồi. Con này nó có thắng luôn nhưng mà nó bị lửa than, chạy nó cũng hơi bị rào anh em ạ. À, mã 37 380k. 38. Mã 38 170k. Mấy cách Makita không có trắng lưỡi, có kẹp lưỡi thôi. Điện không có kích anh em nha. Mã 38 170k. 59. Rồi mã 39 bắn vít Makita 150k. Không chạy luôn. Rồi, con này không có dây điện mà nó cũng không thèm chạy luôn anh em ơi. Bán sát luôn nha. Hàng Makita 300W em bán sát mã 39 150k. Rồi mã 40 100k. Cửa lọng của lắp bắp cô 290W. Máy chạy cũng ổn nha anh em ha. Đó, có kẹp lưỡi ra đàng hoàng luôn ha. Mã 40 100k. Mã 41. Con không bốn hàng Makita dây điện nối anh em nha. Rồi cái quát nó mất rồi, em thấy chữ quát mà cho em thấy số. Hồi nãy em qua phong búa, bây giờ qua phong thường rồi nhá. Mã 41 220k. 42. Rồi mã 42 200k. Con này cũng là con phong búa. Dây điện này lính em mới nói em nha. Nó lùi vào cái cộng đồng nha. Nó có dây xanh nữa. Rồi, con này phong búa, nó có đánh lửa, đánh bài tia lửa anh em nha. Mã 42 200k. 43. Mã 43 180k. Trời ơi, nó bắn hết keo hả? Cũng keo luôn á. Cộng như điện nó mập quá. Bị lửa không bị gì hết. Mã 43 180k. 44. Mã 44 150k máy thổi. 460W. Nhưng mà cái con này là nó nẹt lửa than hai bên luôn, nẹt mạnh lắm nha.
về nhà mình vệ sinh lửa than ạ. À, mã 44 150k. 45. Mã 45 280k, con này vu lông. Vu lông 1/2 mà con này em bán sát luôn anh em nha. 330W. Rồi, em chỉ đọc được nhiêu đó thôi. Con này đánh lửa than nhiều luôn anh em ha. Cho nên là em mới bán giá sát. Mã 45 280k. 46. Mã 46 180k. Con này không có gẹp đá, không có chắn lưỡi không gì luôn. 560W. Bị đánh lửa mạnh luôn nha anh em ha. Nói chung là bị đánh lửa mạnh lắm. 48 150k. Rồi tiếp tục mã 49 200k cắt gỗ. Lửa 160. Rồi không còn không thấy được tem mát hồn này nọ cái kiểu nên thành em không có lưỡi đẹp nha. Rồi, cái lửa này em thấy đẹp á. Con này nó cũng kêu kiểu như là nó lỏng gửi hay là nó kêu cái gì vậy anh em nha. Có lưới. Hàng Hitachi 49 200k. Bị nẹt lưới. Bị nẹt lửa than nữa anh em nha. Mã 50. Rồi mã 50 cưa lọng Toshiba 100k. Con này bán sát, không có kẹp lưỡi luôn anh em nha. 310W. Rồi con này đánh lửa luôn. Mã 50 100k. Mã 51. Rồi mã 51 250k. Con móc rảnh hàng Makita. Lưỡi 120. Một ngàn 150W anh em nha. Đế trắng đẹp luôn. Vô cái lưỡi. Ý là chị đập vô cái miệng lưỡi nó bé. Rồi con này dây điện thì nối rồi bị xấu ha. Đánh lửa than cũng nhiều, con này có thắng luôn nha. Mã 51 250k.
52. Mã 52 400k con cắt gặp. Đuổi 202 203. Em thấy đợi 12A. Đuổi thấy đợi 203 nè. 1140 quá. Đuổi này chắc 200 à. Này như con số 1140 quá. Bị nẹp lỗ khang luôn nha anh em nha. Mã 52 400k. 53. Rồi tiếp tục mã 53 100k. Con này không có trắng lưỡi, không có kẹp đá. Hàng Hitachi 720W. Vẹt anh em nha, về mình sửa lấy phụ tùng hay như thế nào đó, nó có cái đầu mở. Nói chung là con này em bán sát luôn, 53 100k. 54. Mã 54 100k, tí một em nữa rồi, em sát nữa rồi. Không có chấm lưỡi, không có kẹp đá luôn. Lửa than nó rất là mạnh luôn á. Con này nè, lửa than rất là mạnh. Con này em bán sát 54 100k. Mã 55. Mã 55. 55 320k mét bào. Ribi 450W. Lưỡi 6 nha anh em nha. Rồi cứng luôn. Rồi có thắng luôn. Máy chạy nhưng mà lưỡi em xoay. Hồi nãy xoay xuống hết rồi. Máy chạy. Rồi lưỡi này nó bị xét rồi anh em nha. Mã 55 320k. 56. Mã 56 120k, con này em bán sát nha. Rồi con này nó không chạy luôn. Em bán sát về nhà mình lấy phụ tùng, nhà mình có mấy hư gì đó mình thay phụ tùng nha anh em nha. Mã 56 120k. 57. Mã 57 120k. Chín 150k.
60. Mã 60 200k. Con Makita. Con 2 chiều. 305 quá. Lửa than anh em nha. Với lại cái đầu nó kêu rột 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 á. Mã 60 200k. 61. Mã 61 100k. Con này con quýt cái đầu nó bị rơ. Rồi con này em bán sát nha. Có lửa than đầu bị rơ. Bị rệt 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 ở trong đây lửa than nhiều không? Mã 61 100k em bán sát ạ. 62. Mã 62 250k. Con trà nhóc luôn. Rồi máy chạy ok nhưng mà ở dưới nó giấy nhám nó mình phải về mình thay nha. Đó, ở dưới này nó xấu con nào cũng vậy hết á, cũ mà. Mã 62 250k. 63. Mã 63 300k. Cưa xích hàng Hitachi lưỡi 350 1330 W. Con này không có dây điện anh em nha. Mình thấy hay là ấy nhưng mà thực sự là em không có thấy nha anh em nha. Rồi con này mã 63 300W lưỡi nha. 350 lưỡi 350. Mã 63 300k. Mã 64 220k. Con này cưa có lam thôi chứ không có xích anh em nha. 1300W. Rồi cái đây nó bị cái tay cầm nó bị gãy ở đây nữa em. 350. Rồi lưỡi em đo thì 350, con này bị gãy tay cầm nè. Đó, nó như thế này luôn anh em nha. Em làm hồi nữa nó ra nơi luôn á. Bị gãy leo hôm nay luôn. Nếu mà bị có thể làm đôi luôn á. Mã 64 220k. Về mình lấy thử tùng nha. Mã 65. Mã 65 220k. Rồi lam ra lam mà xích ra xích luôn. 1250 quá. Lưỡi là 480. Thank you.
47 250k bu lông đầu 1/2 hàng Makita 470W. Đầu không rơ. Kẹt cái gì đó rồi em bấm rồi nó bốc khói luôn. Nó bốc khói luôn anh em nha. Đó, bây giờ nó vẫn còn ra khói luôn nè. Mã 67 250 bán sát luôn. 68. Rồi cái con này là dây điện, nó là dây điện nó nối từng đoạn từng khúc như thế này. Đó, cái đầu cắm của nó như thế này thì chắc là con này là điện 220, nhưng mà con này em bán sát nha, em không test được, không biết nó có phải điện 22 không. Con này em bán sát hên xui nha, nhưng mà em không bán theo giá của điện 110. Đó. Nó không có tem, có mạc, có gì hết trơn á. Đầu ra vô mã 68 80k. 69. Mã 69 120k. Có kẹp lửa, kẹp đá chắn lửa rồi đầy đủ. 560W. Rồi cũng bị đánh lửa than luôn nha anh em nha. Dây điện nối như thế này nè. Nói dễ thương dễ sợ nói. Mã 69 120. Mã 70. Đầu rồi. Mã 70. Ăn vít dây điện nối, đầu bị rơ. Có đèn, có đèn luôn anh em nha. Mày mua về mình không xài, mình lấy làm đèn pin luôn cũng được. Mà cắm điện vô có đèn pin nhé. Còn cắm điện là không có đèn pin đâu. Em đánh vô ít rồi nha anh em nha. Đầu bị rơ. 70 160k. 71. Mã 71 380k. Con này dây điện rinh đẹp ha. Con này khô hai chức năng. Con bóp 620W. Điều tóc luôn. Không biết phải điều tóc không, chứ mày em bóp nhẹ thì nó chạy chậm, mà em bóp nhanh mạnh thì chạy nhanh. Chứ em không biết nó phải điều tóc nha. Cái nắp thôi nha anh em nha.
chung là ngoại hình của nó là em quay như thế này. Mình xem kỹ giúp em nha. Đây là nó bị gãy mất này. Đây nó còn cái nó bị gãy này. Này. Mình quan sát giúp em ạ. Mã 72, 200g. Đây ba. Mã 73. 280k. Dây điện mối. Điện nó từ từ lắm đúng không? Dây điện xấu luôn em nha. Dây điện mới mà xấu luôn. 1050W. Ồ, con này không chạy luôn à. Con này em bán sắt luôn, không chạy em nha. Rồi bây giờ trời mưa to quá, em quay nói không có nghe cho nên là để mấy con này em quay sau luôn anh em nha. Đó, mưa mà vừa mưa mà nói không nghe mà vừa tối nữa. Cho nên là bây giờ em ngưng video ở đây ạ. Rồi em chào anh em ạ.